kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh rồng vàng bóng đá. kính thưa quý vị, năm 2019 tại kỳ sea games được tổ chức ở philippines, sau khi đội tuyển bóng đá nữ việt nam giành huy chương vàng, huấn luyện viên mai đức trung đã nói rằng ông chờ đợi huấn luyện viên park hang seo cùng với đội u22 việt nam sẽ cùng mang về tấm huy chương vàng môn bóng đá nam ở trên chuyến bay khải hoàn. Và huấn luyện viên Park Hang-seo đã cùng với U22 Việt Nam hoàn thành xuất sắc lời hẹn đó với chiến thắng tưng bừng 3-0 trước U22 Indonesia trong trận chung kết. Năm nay, đúng vào ngày mùng 1 Tết nhâm dần, người dân cả nước lại háo hức chờ đợi một chiến thắng cho đội tuyển bóng đá Nam Việt Nam trong cuộc so tài với đội tuyển Trung Quốc tại lượt trận thứ 8 trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022 trên sân nhà Mỹ Đình. Huấn luyện viên Park Hang-seo lại một lần nữa làm cho người hâm mộ có niềm vui ngất ngây ở trong ngày đầu năm mới bằng chiến thắng đậm đà 3-1 trước đội tuyển Trung Quốc. Lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển Việt Nam chiến thắng đội tuyển Trung Quốc tại một giải đấu chính thức. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam hân hoan với chiến thắng, cho dù trước đó các chàng trai áo đỏ có phải chịu quá nhiều sức ép từ dư luận sau chuỗi trận thua dài đằng đẵng trước các đối thủ hàng đầu châu Á. Nhưng dường như là những áp lực ấy đã được gỡ bỏ hoàn toàn, bởi với rất nhiều người hâm mộ thì đội tuyển Việt Nam có thua đội nào ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 đi chăng nữa thì việc giành chiến thắng trước đội tuyển quốc gia Trung Quốc là đáng ăn mừng hơn cả. Khác với năm 2019, lần này là huấn luyện viên Park Hang-seo gọi và huấn luyện viên Mai Đức Trung trả lời. Chưa rất niềm vui chiến thắng trước đội tuyển Trung Quốc của bóng đá nam, thì người hâm mộ lại tiếp tục nhận niềm vui vỡ hòa với chiến thắng thuyết phục của các cô gái vàng. Mặc dù gặp quá nhiều khó khăn ở giải đấu này, cộng với những tổn thất lực lượng do dịch bệnh Covid-19, Huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn cực kỳ tài tình khi dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam lần đầu tiên giành được tấm vé đến World Cup bằng đúng thực lực của mình mà không cần phải trông chờ vào kết quả của đội bóng nào khác. Trước trận đấu này, dù gặp bất lợi về hiệu số bàn thắng bại với đội tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam vẫn được đánh giá cao hơn để chinh phục tấm vé dự World Cup 2023. Chiến thắng 2-0 của đội tuyển nữ Việt Nam trước đội tuyển nữ Thái Lan ở trận playoff đầu tiên vào ngày mùng 2 tháng 2 vừa qua đã mở ra cơ hội cho thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung trong việc viết ra một trang sử mới cho bóng đá nước nhà. Chỉ cần vượt qua nốt chướng ngại vật mang tên nữ Đài Bắc Trung Hoa là các cô gái Việt Nam sẽ được chính thức góp mặt ở vòng chung kết FIFA World Cup 2023. Trước trận đấu quyết định này, ngoài việc nữ Việt Nam được nghỉ nhiều hơn đối thủ 2 ngày, thì đối thủ Đài Bắc Trung Hoa đã phát hiện thêm một số ca dương tính với Covid-19 ở trong đội hình, khiến cho đội bóng này lại càng lâm vào cuộc khủng hoảng lực lượng. Chính xác là cho đến tối hôm qua, nữ Đài Bắc Trung Hoa đã có tổng cộng 8 cầu thủ bị nhiễm Covid-19, đồng nghĩa với việc là họ chắc chắn không thể ra sân ở trận gặp đội tuyển nữ Việt Nam. Như vậy, tối đa đối thủ chỉ có thể đăng ký được 14 người cho trận đấu với Việt Nam và do đó sức mạnh của đối thủ bị ảnh hưởng ít nhiều. Ở trận gặp đội tuyển nữ Thái Lan vừa qua, bản thân nữ Đài Bắc Trung Hoa cũng có phần gặp may bởi đối thủ cũng phải chịu tổn thất lực lượng vì Covid-19 cộng với việc phải chơi 2 trận trong 3 ngày cho nên là các cô gái xứ chùa vàng đã không thể trình diễn phong độ tốt nhất của mình. Chưa kể là họ còn thiếu may mắn trong các pha dứt điểm cho nên mới để thua ba bàn không gỡ. Tuy nhiên nữ Việt Nam lại đang kém về hiệu số so với nữ Đài Bắc Trung Hoa nên buộc phải giành chiến thắng thì mới mong có được tấm vé trực tiếp dự World Cup 2023 chứ không phải tiếp tục thi đấu playoff liên khu vực trong trường hợp chỉ hòa hoặc là thua. Dẫu vậy, xét về tổng thể chất lượng đội hình thì nữ Việt Nam có phần trội hơn đối thủ hơn nữa, việc các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Trung may mắn có đến 4 ngày nghỉ đã giúp cho toàn đội có thêm thời gian để phục hồi trạng thái thể lực sung mãn hơn đối thủ. Cách đây 4 năm ở tại Đại hội thể thao châu Á là ASIAD 2018, nữ Việt Nam đã bất ngờ để thua Đài Bắc Trung Hoa sau loạt sút luân lưu 11m. Hôm đó thì chúng ta đã áp đảo hoàn toàn nhưng không thể tận dụng được cơ hội tạo ra cho nên bị đối thủ cầm hòa 0-0 trước khi thua ở trên chấm 11m. Hiện giờ trong đội hình của đội tuyển nữ Việt Nam vẫn còn một số cầu thủ đã từng tham dự trận đấu đó như là Trương Thị Kiều, Huỳnh Như, Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Vạn và Tuyết Dung cho nên càng quyết tâm đòi lại món nợ năm xưa. Còn nhớ tuyển nữ Việt Nam từng một lần hụt bước trước đội tuyển nữ Thái Lan ở trận tranh playoff tranh vé dự World Cup ở ngay trên sân nhà nhưng chính kinh nghiệm đau thương đó đã giúp cho các cô gái áo đỏ thêm điềm tĩnh và bản lĩnh hơn để lần đầu được góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trước giờ bóng lăn, truyền thông Đài Bắc Trung Hoa cho rằng cuộc đối đầu với tuyển nữ Việt Nam là trận chiến quan trọng nhất của đội nhà trong suốt 31 năm, kể từ lần duy nhất bóng đá nữ Đài Bắc Trung Hoa được góp mặt ở một kỳ World Cup vào năm 1991. Truyền thông cũng lạc quan rằng mục tiêu chỉ cần hòa không phải là quá khó với đội quân của huấn luyện viên Echigo Kazuo dù đội hình của họ đang chịu ảnh hưởng lớn bởi dịch Covid-19. Thế nhưng rốt cuộc truyền thông của Đài Bắc Trung Hoa đã hoàn toàn sai lầm trong một ngày mà các cô gái Việt Nam đã chiến đấu thực sự bản lĩnh. Hiệp 1 là thời điểm mà tuyển nữ Việt Nam đã chơi cực kỳ thành công cả về đấu pháp, sự lấn lướt về thế trận cũng như là kết quả về mặt tỷ số. Tuyển Việt Nam nhập cuộc chủ động ngay sau tiếng còi của trọng tài người Nhật Bản. Sự quyết tâm của các cầu thủ nữ để lần đầu dự World Cup đã hiện rõ ở trên gương mặt. Họ lên bóng nhiều hơn ở hai biên với sự linh hoạt của Hải Yến, Huỳnh Như hay là Thái Thị Thảo. Khi mà hiệp 1 mới trôi qua được có 6 phút, Việt Nam đã có được bàn mở tỷ số ngay từ tình huống đá phạt góc đầu tiên. Trong pha bóng này thì hàng phòng ngự của Đài Bắc Trung Hoa đã chơi không tốt, dù có phần nhỉnh hơn về thể hình nhưng lại để cho Trương Thị Kiều dễ dàng bật cao đánh đầu, không cho thủ môn đội bạn một cơ hội nào cản phá. Đây là bàn thắng đầu tiên của Trương Thị Kiều ở tại giải nhưng nó lại góp phần quan trọng giúp cho các đồng đội chơi thoải mái và tự tin hơn. Và với bàn thắng này, người hâm mộ cũng hình dung ra bàn thắng của Hồ Tấn Tài ở trong trận đấu của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Trung Quốc đúng vào ngày mùng 1 Tết nhâm dần. Vẫn là kịch bản bóng được đưa xuống ở bên phía cánh trái rồi lật sang cho một hậu vệ ghi bàn. Phải chăng là huấn luyện viên Park Hang-seo và huấn luyện viên Mai Đức Chung đã cùng nhau thống nhất bài đánh này cho cả bóng đá nam và bóng đá nữ? Bàn thắng sớm như là tiếp thêm sự tự tin cho tuyển nữ Việt Nam. Các cô gái áo đỏ chủ động kiểm soát bóng và thế trận lấn lướt hoàn toàn trước Đài Bắc Trung Hoa. Thống kê cho thấy rằng tuyển nữ Việt Nam áp đảo về tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 74%, có tới 7 tình huống hưởng phạt góc so với không lần ở bên phía đội bạn. Những quả phạt góc và phương án tấn công biên chính là thứ vũ khí lợi hại để cho đội tuyển nữ Việt Nam đe dọa khung thành của Đài Bắc Trung Hoa. Ngược lại thì đội bạn chơi lại có phần thụ động, các đường lên bóng của Đài Bắc Trung Hoa thiếu hẳn sự đột biến. Su Yu Hoan, chân sút lợi hại nhất của Đài Bắc Trung Hoa, gần như là bị Trương Thị Kiều khóa chặt ở nửa sau hiệp 1. Cô chỉ có hai lần tận dụng tốc độ và sức dướn để thoát xuống. Tình huống tốt nhất mà họ làm được chỉ là một lần đưa bóng vào lưới của đội tuyển Việt Nam, nhưng bàn thắng đó đã không được công nhận do bóng đã đi hết đường biên ngang sau phá băng xuống của cầu thủ áo trắng. Để thua ở trong hiệp 1, Đài Bắc Trung Hoa hiểu rằng là họ phải vùng lên tấn công mạnh mẽ sau giờ nghỉ thì mới hy vọng lật ngược thế cờ. Gần như ngay lập tức, Đài Bắc Trung Hoa đã gây ra khó khăn rất lớn cho tuyển nữ Việt Nam với bàn quân bình tỷ số 1-1 khi mà hiệp 2 mới trôi qua được khoảng 5 phút. Đây là tình huống mà hai trung vệ của tuyển Việt Nam chơi không thật sự tập trung, tạo điều kiện để cho Su Yu Hoan, người mới lập cú đúp ở trận trước gặp Thái Lan, thoát xuống để dứt điểm hạ gục thủ môn Kim Thanh. Song niềm vui ngắn chẳng tay gang với Đài Bắc Trung Hoa, bởi một lần nữa các cô gái Việt Nam lại thể hiện được bản lĩnh tuyệt vời với bàn thắng cực kỳ quan trọng để một lần nữa vươn lên. Đây là kết quả của một pha phối hợp cực kỳ đẳng cấp được thực hiện ở phút thứ 56 của trận đấu. Đón đường treo bóng tinh tế của Thái Thị Thảo trách ở bên phía cánh trái bích thùy đã có pha đỡ bóng rồi xoay người dứt điểm cực kỳ hoàn hảo thủ môn bên phía đài bắc trung hoa chỉ còn biết bất lực nhìn bóng bay vào lưới trong khi các cô gái áo đỏ cùng ăn mừng vô cùng phấn khích thời điểm cuối trận đấu cả hai đội đều thực hiện những sự thay đổi về nhân sự và nhiệm vụ quan trọng nhất với các cô gái việt nam lúc này là bảo toàn tỷ số sự hưng phấn về tâm lý đã giúp cho đội tuyển nữ việt nam thậm chí còn lấn lướt và tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn so với phía đài bắc trung hoa nếu như xử lý chính xác hơn Huỳnh Như thậm chí còn có thể giúp cho tuyển nữ Việt Nam nới rộng cách biệt. Sự quyết tâm, lối chơi lăn xả đã giúp cho các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Trung bẻ gãy những đường tấn công bên phía Đài Bắc Trung Hoa. Bản lĩnh của tuyển nữ Việt Nam cuối cùng đã được đền đáp bởi chúng ta đã bảo toàn được chiến thắng sát nút 2-1. Khi mà tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, các cô gái áo đỏ tưng bừng mở hội, còn các cô gái áo trắng thì đã thi nhau đổ lệ vì tiếc nuối. Với màn trình diễn để đời, tuyển nữ Việt Nam đã lập một cột mốc lịch sử chính thức đoạt vé dự vòng chung kết World Cup 2023. Đây thực sự là một dấu son vô cùng đáng nhớ với bóng đá Việt Nam bởi sau quá nhiều sự chờ đợi, giấc mơ World Cup của chúng ta đã trở thành hiện thực. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung xứng đáng trở thành những người hùng trong lòng người hâm mộ bóng đá nước nhà. Còn với hai bại tướng của tuyển nữ Việt Nam là Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan thì họ sẽ phải tiếp tục nuôi hy vọng ở vòng playoff liên khu vực để nghĩ tới tấm vé dự World Cup 2023 quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này dòng vàng bóng đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo